mẹ đã nói sẽ xuống rồi mà hả su hết à mặt của con bị sao vậy con đánh nhau ừ. với ai sao hả có chuyện gì à dạ không có gì con chỉ bị trầy chút xíu thôi mà làm sao mà không có gì được chứ con là con trai bảo bối của mẹ mẹ không muốn con bị thương như vậy đâu mẹ sao vậy con xấu hổ quá <laughs> con là con trai duy nhất của mẹ con đừng bao giờ quên chuyện đó con có biết chưa dạ con biết rồi mà mẹ mẹ yên tâm đi phó chủ tịch à Cha sơn hi, quá ra hông su hớt là đứa con trai bảo bối của bà chứ gì. Được thôi, tôi sẽ cướp cậu ấy khỏi tay bà, cứ chờ tới ngày đó mà xem. Oh. Ờ. <laughs> vậy có sao không gì? Cũng may là thằng bé không có bị thương nghiêm trọng. Ôi. Oh. Nhưng mà cô Trung Quân đâu rồi? À, Trung Quân à em, em có sao không vậy? À, cô Trung Quân à Có chuyện gì vậy? Nếu họ quan trọng như vậy Thì cô nên bảo vệ cho họ đi Tôi nghĩ là cô nên quay về Chăm sóc cho con trai của mình thì hơn Vậy chuồn nói, Dây chuồn ơi Trời ơi có chuyện gì xảy ra với dê chuôn vậy hả dê chuôn ơi con mau tỉnh lại đi con à, à, trời hả? ơi bà bình tĩnh lại đi đừng làm thằng bé giật mình nhưng mà sao, sao chuyện này lại xảy ra với dê chuôn hả là là ai gây ra chuyện này chứ sao con không thể chăm sóc thằng bé cho tốt vậy hả nè kể từ giờ trở đi tôi sẽ là người lo cho dê chuôn mẹ nói cái gì À, bây giờ bác đang nói cái gì vậy cô là mẹ mà không thể tự chăm sóc cho thằng bé một cách đàng hoàng được còn cái gì nữa cứ điên lên vì đàn ông khác bỏ mặt con trai của mình con xin mẹ mẹ ra ngoài đi cái gì nếu mẹ còn nói chuyện dài trước mặt dư dung thì hãy ra ngoài đi nè để tôi dẫn bà ấy ra ngoài trước <laughs> đi sao tôi bỏ ra ngoài trời ơi đừng có kéo tôi mà cô cô cứ chờ mà coi đi cô nhất định sẽ cướp lại cháu trai của mình ê, ê, trời. <laughs> Cô không chỉ tạo bản sao của thư mục đó Mà còn làm mất nữa sao Bây giờ phải tính làm sao Cô không đoán chuyện này sẽ xảy ra Chị không cần phải lo tới vậy đâu Tôi sẽ tìm được USB đó mà Tôi đã tạo ra bản sao để phòng trường hợp bất chắc Nhưng lại bị như vậy Chuyện đó tôi xin lỗi đi Cô nghĩ xin lỗi sẽ giải quyết được vấn đề sao Dù sao thì tôi cũng đã có kế hoạch hết rồi Đừng có nhạy cảm quá mà cứ bình tĩnh đi Cho tôi thêm chút thời gian được không Con trai của Dương Trung Quân nghe nói là được đưa tới bệnh viện rồi đó. Còn chuyện tôi nhờ cô thì sao? Tôi đã lục khắp văn phòng, hành lang và lối thoát hiểm luôn nhưng vẫn chưa tìm được. Nó có thể ở đâu được chứ? Nếu Dương Trung Quân mà giữ được cái đó, tôi sẽ gặp rắc rối đó. Ừ, ngày mai họ sẽ cho thằng bé xuất viện. Chị nghĩ chắc là thằng bé sẽ không sao đâu. <laughs> chắc là thằng bé quảng sợ lắm. Em cứ như hoài lúc mà tìm thấy thằng bé nằm trên sàn. Chị nên coi chừng nó cẩn thận mới phải, đây là lỗi của chị. Chị à đừng nói vậy mà chị. Cũng may là Dây Chun không sao hết. Nhưng mà em đã thỏa thuận cái gì với bà nội của Dây Chun vậy? Sao bà ấy cứ nói là sẽ đưa thằng bé đi? À, lúc trước bà ấy còn không coi nó là cháu của mình nữa mà. Chuyện đó em biết. <laughs> Bà ấy cũng đâu có đáng tin đâu Mặc cại bà ấy đi Cho dù bà ấy có là bà nội của dây chun Cũng phải đuổi bà ấy đi à, à, Dây chun à Có sao không vậy con à, dì, dì nói chuyện lớn tiếng quá có phải không Dì ơi Dì đừng có ghét bà bác nữa nha à, à, Dây chun à, à Dì cứ tưởng là từ trước tới giờ Con không thích bà bác chứ Dạ không con không có ghét bà bác đâu, con thấy có lỗi với bà. Hả? Về chua nè. Ôi ừ. ừ. ừ, trời ơi, trời ơi, con ơi. Ừ. 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 À, mình à mình à có sao không mình à tỉnh rồi sao sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy giờ không sao rồi Ai, cả em vừa xua hết đó cũng nên để cho tinh thần của mình được thoải mái một chút anh cứ ngủ trước đi em xuống dưới lầu chút đã à. con là con trai duy nhất của mẹ con đừng quên chuyện đó con biết chưa à... chưa ngủ à <laughs> dạ con ngủ không có được cho con uống rượu với mẹ nha <laughs> được chứ nè su hết à sao mấy ngày nay con lại thiếu sức sống như vậy cứ như người mất hồn con luôn vui vẻ mà phụ nữ thấy đàn ông buồn bã sẽ có sức hút mà mẹ <laughs> không có gì con chỉ đang suy nghĩ nhiều chút thôi vậy bây giờ con có đang hẹn hò không dạ không có ai hết vậy bây giờ mẹ có thể giới thiệu ai đó cho con quen được không mẹ thật sự muốn con gặp mặt người phụ nữ này một lần nếu con không thích thì cứ gặp một lần thôi cũng được con sẽ gặp cô ấy thật sao <laughs> ừ. mẹ biết rồi vậy thì mẹ sẽ đi sắp xếp ngay dì <laughs> chùn ơi dạ con thưa bà bác đấy <laughs> sao bác lại tới đây sớm quá vậy tôi nghĩ hôm qua tôi có hơi quá đáng tôi tôi chỉ lo cho về chun rồi rồi muốn được chăm sóc thằng bé chuyện chỉ có vậy thôi à chúng ta nói chuyện đi con đã nhìn thấy cách bác đối xử với Trung Quang mấy năm nay rồi. Trung Quang không muốn con can thiệp là vì muốn tốt cho ba của dây chun, cho nên con đứng ngoài chuyện này. Nhưng mà con không thể nào chịu đựng nổi khi bác nói những câu vô lý trước mặt dây chun như vậy. Tại tại sao lại là vô lý chứ? Con tôi chết rồi, cho nên tôi muốn chăm sóc cháu nội mình. Vậy thì có gì sai? Nếu như bác còn làm phiền, đòi bác lại dây chun, thì con sẽ không ngồi yên đâu. Bác hiểu chưa vậy? Ơ, ờ, tại sao bác lại khóc chứ Sao cô không nghĩ cho về chuồn chứ Cô không thử suy nghĩ Về chuồn chính là người thân còn lại Duy nhất của tôi mà Bà lo lắng cho cháu của mình Thì có tội hay sao <laughs> à. Cô chào con. Ủa, thiếm là người ở công ty mẹ con nè, đúng không? Sao? Kêu thiếm hả? <cười> <cười> con có thấy à, vật nào giống như lạng vậy không? Cô cũng vừa mới à, mất một cái giống y như là vậy nè. Con có nhớ là mình đã làm gì không? Ờ, con đưa nó cha mẹ rồi. Sao? Thiệt hả con? Con đã đưa cho mẹ rồi hả? Alo, chào chị. À, sau khi dây chun xuất diện, tôi sẽ mở cửa hàng lại. Dạ. 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 Dây à, chun à, con đang chờ gì hả? Con có muốn ăn bánh không? Con muốn ăn cái gì? gì ơi, bánh đó. Hử? Ờ, à, dây chun của dì muốn đi vệ sinh có phải không? Chờ một chút nha có cái bố ở đây nè à, chờ một chút nha Nhưng sao Jun Trung Quang lại im lặng tới như vậy? Nếu cô ta có thứ đó thì phải tiết lộ ra ngay mới đúng chứ. Hay là cô ta vẫn chưa mở ra xem? Con trai của Jun Trung Quang không bị thương nghiêm trọng. Hôm nay thằng bé sẽ được xuất viện. Vậy thì tốt. À, còn cuộc hẹn với bác sĩ Kim. Trưa ngày mai ông ấy sẽ có mặt ở ngay đây. Được rồi. phó chủ tịch hình như bà không được khỏe lắm sao bà không nghỉ ngơi một ngày đi không được tôi phải làm kế hoạch cô nhớ nói với bếp trưởng cha tô tới gặp tôi dạ cô đã gây ra tin đồn còn xém chút làm hỏng chương trình nữa toàn là vì những chuyện không liên quan đến dự án cô làm như vậy có biết là có thể ảnh hưởng tới cả đội hay không Trưởng phòng nói đúng, những đơn vị khác vẫn còn đang do dự khi phải hợp tác với chúng ta. Chúng ta sẽ gặp rắc rối thật sự đó. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi khi gây rắc rối cho đội của chúng ta. Sao vậy? Sao cô ta nói nhẹ nhàng quá vậy? Nè Dung Trung Quân, chẳng lẽ cô không biết vụ USB thật sao? Hay là cô đang giả bộ đây? À, hôm nay mỗi đội cần phải tham gia báo cáo buổi kiểm tra món ăn. Trong thời tiết này hả? nếu vậy thì mình phải chuẩn bị nhiều lắm đó tôi sẽ tham gia buổi báo cáo cô chung quân sẽ đi sao đúng tôi sẽ ghé qua văn phòng chính cô cần những đồ trong thùng để sắp xếp nhưng chỉ có mình cô tới nhận thôi sao nên có nhân viên nam đi cùng chứ <laughs> không sao đâu mà tôi tự làm là được ờ ờ dạ Ủa. ờ sao <cười> <cười> Cô ta là thật sự thấy có lỗi hay là đang có mục đích gì khác đây? <laughs> Mình thấy rối rồi đó. Chuyện USB đó sao rồi? Cô có vẻ tự tin nhưng mà cô lại không có nó tôi đúng là không biết nói gì nữa tôi đã tìm thấy và tiêu quỷ rồi cái gì có thật không thằng bé đã làm rớt nó trong lúc nó được đưa vào bệnh viện tôi đã nhặt được và tiêu quỷ luôn rồi nếu như đã tìm thấy thì nên tới gặp tôi trước khi cô quỷ nó đi mới phải chỉ là tôi không muốn làm mất nó thêm lần nữa thôi tôi chỉ muốn bỏ nó ngay và luôn tôi có thể tin được không <laughs> hỏi cũng thừa chắc chắn là cô đang nói dối. <laughs> Tại sao tôi lại phải nói dối chị làm cái gì chứ? Dương Trung Quân bây giờ hoàn toàn thất bại rồi. Nếu có nó thì cô ta chịu ngồi yên sao? Chị đừng có nghi ngờ nữa, mà hãy tin tưởng tôi một lần đi. ha Nếu Dương Trung Quân thật sự có USB đó, thì sẽ chỉ hại cha Sơn Hy thôi. Mình không có liên quan gì hết. Cha Cơn Chu nghe tôi nói đây. Tôi không bỏ qua chuyện này vì tôi tin cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, vì USB đó thì cô sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đó biết chưa dù cô có tìm được hay không chỉ cần không có gì xảy ra thôi ừ. tôi biết rồi chị không cần lo đâu <laughs> ủa vì cân chu làm gì đây vậy hả không phải là hai người đang cãi nhau nữa chứ sao lại cãi nhau chứ bộ cậu vừa mới đánh nhau với ai hả ờ à, mà con tới đây có chuyện gì vậy con mua đồ ăn cho mẹ nè con đi chụp hình sẵn tiện mua luôn đó <laughs> cảm ơn con vậy giờ tôi đi trước nha hai người cứ trò chuyện đi vì không ở lại ăn hả ờ à, không cần tôi có hẹn rồi có một người bạn ở New York tới tìm tôi thôi. Cô <laughs> ngồi đi. Nhờ có xu hớt mà mình mới thoát được. Đúng là muốn điên với cha Sơn Hy luôn mà. Là có chuyện gì nữa vậy ba? Nè, con chú của bà, còn có nhớ bà đã từng nói Trung Quân và chị của ba đã tới đây hay không vậy? Lại nữa Ba lại bị sao nữa vậy ba? Sao mà ba cứ nói chuyện này hoài vậy? Không phải đâu mà Thật ra ba không nhìn sai gì đâu Vậy thì ý của ba chính là ba đã nhìn thấy cô có mặt ở đây hả? Không phải như vậy Ờ à, Xin phép tôi tới dọn rác nha ờ, Như ờ... vậy thì người phụ nữ đó là ai? Không lẽ Ba định nói có người rất là giống cô hả? ờ à, ờ à, à, không có à, không phải chuyện đó à, ba xin lỗi con kênh chu Ba cũng thiệt là con đã mệt dữ lắm rồi mà ba còn gây phiền phức nữa. Đừng có gọi làm phiền lãng phí thời gian của con nữa được không? À. Ông định nói với con gái của ông về tôi hay sao vậy? Ông tưởng là tôi có thể tin tưởng một người như ông hay sao chứ? ờ không phải đâu tôi 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 không nói gì hết bà đừng có hiểu lầm nghe tôi tin ông được không tôi biết ngay mà vậy thì cho tôi xin lỗi nha chúng ta gặp nhau bên ngoài đi tối ngày mai ông có rảnh hay không vậy được không tôi sẽ gọi lại cho ông nhớ chờ tôi đó em à. ơi ơi chắc ông thấy chán nản lắm phải không tôi đang tìm trường chỗ đồng xích em đọc tại sao cái mặt của ông nhăn nhó quá vậy nhìn cái mặt của ông có vẻ xanh xao quá đó trời ơi cuộc đời của tôi tôi đã phân tích biểu đồ nhân khẩu và tỷ lệ bình chọn châu cậu với con tôi là đánh nhau nữa rồi hả ờ um, chuyện không phải vậy hai người đúng là tuổi trẻ đầy năng lượng dạ chào ba cái thằng này không đem gì theo cho ba hả ba nghe nói cô mua gì đó cho mẹ mà <laughs> ba có thể qua ăn chung với mẹ mà vậy tôi xin phép đi trước đi có phải hai người đã đánh nhau nữa rồi không Mặt của hai người sao vậy? <laughs> Cả đêm con đánh nhau với đám mũi trong nhà của mình. <laughs> sao lại ở đây một mình vào giờ trưa vậy? Đi ăn trưa thôi, tôi sẽ mời cô. À, tôi không sao. Anh cứ lo đi ăn trước đi. Cô Trung Quân à? Cô có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện gì buồn phiền, cô cứ nói cho tôi nghe. Chúng ta cùng phe mà. Không có chuyện gì đâu. Ờ, à, đúng rồi, Yuna. Ở phòng nghỉ hả? Ừ, tôi biết rồi. Hả? Su hớt hả? Ờ, à, nó vẫn đang ở công ty. <laughs> được rồi tôi biết rồi lát nữa sẽ gặp lại nha ừ hẹn gặp cậu sau nha anh cũng ở đây hả chúng ta nói chuyện chút được không nếu như tối nay anh rảnh á thì hãy đi với tôi tôi sẽ kiểm tra thực đơn mới nên tôi rất muốn nghe ý kiến thật lòng của anh đó tôi sẽ đi không vấn đề vì làm cái gì Như... vậy tôi muốn giới thiệu bạn của tôi cho cậu làm quen nè là fan siêu hâm mộ của cậu đó rất vui được gặp anh <cười> <cười> nhìn thấy anh ở ngoài còn đẹp trai hơn nữa <cười> <cười> dạ <cười> anh đã có bạn gái chưa vậy anh thấy em được không cậu thẳng thắn thiệt đó nha cậu hẹn hò thử đi yuna cũng được lắm đó <laughs> à... anh ơi mẫu người của anh là gì vậy anh có thích <laughs> những cô gái dễ thương xinh đẹp và gợi cảm không à mấy người đó tôi cũng thích Ờ... À... <laughs> tôi thích những người dễ thương, tôi cũng thích người gợi cảm nữa. À! Ôi, trời ơi! ôi, ôi, à! làm sao đây? ôi tôi chết rồi, tôi xin lỗi. Này chị Kim, Rốt cuộc chị đang làm gì vậy? tôi thật sự xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi nha. À, thật à, là, dù ra có sao tôi không? tôi thật sự xin lỗi. cô làm cái gì vậy? xin lỗi cô nhiều lắm lúc nãy cô đã ngán chân của tôi sao cái bà chị này đang nói gì vậy cô đã cố ý làm vậy mà ơ ờ, sao bây giờ bà chị sao có thể nói với tôi như vậy được thì sao cô nói tôi được còn tôi thì không sao Ồ, chị đúng là mắc cười thật đó lúc nãy chị đang cố tình dụ dỗ anh su hết của tôi còn gì chị muốn sao đây chị mau tránh xa tôi ra đi à, à. gì vậy rốt cuộc chị đang làm cái gì vậy anh à cô cô ta đang giả bộ đó bà chị kia sao chị lại làm bộ như vậy hả thôi đủ rồi à, à. anh à không phải đâu anh hiểu lầm rồi tôi vẫn luôn muốn được đi ăn cùng với anh Chi Quan thức ăn ngon thì nên được chia sẻ với những người tốt anh không thấy như vậy sao tôi cũng vậy tôi có nên đem về nhà không cho mơn su hả chi Quan. ừ. anh tới rồi sao dạ như chú nè bữa nay con thấy sao rồi có đỡ hơn chưa con dạ Dạ được rồi người đàn ông mạnh mẽ cái này á con hãy ăn với mẹ của con nha chú mua cái này cho cả hai đó hay quá con cảm ơn chú <laughs> cô chung quên đâu à, vẫn chưa về nhà chắc là em ấy còn đang làm việc cho nên vẫn chưa về ờ vậy à anh mân su là cha cân chu đây tôi muốn gọi hỏi thăm anh chút thôi tôi không thấy anh có mặt trong buổi họp à à rồi rồi không biết có có chuyện gì không không biết à, anh có thích bữa tối không thức ăn đem về anh có ăn đủ không vậy hả à đủ chứ à, món ăn món ăn đó ngon lắm à vậy sao vậy thì may quá tôi đã ăn trưa cùng với anh Chi Quan hình như anh ấy lo cho anh lắm hai người có vẻ thân nhau quá ha à, chúng tôi là vậy đó vậy thì hẹn gặp anh ở buổi học sau nhé à, à, tạm biệt cô à. Anh hình như cái chuyện muốn nói hả? Hơ, hơ trời. Anh đưa đồ ăn cho ai vậy? Thức ăn ngon mà anh đã gói đem về. <laughs> anh đã gói món gì và gửi cho ai vậy hả? Ở trời, nhà cô Chung Côn. Mà sao anh biết chuyện này vậy? Cha kênh chu mới gọi cho tôi. Nói là anh lo lắng cho tôi nhiều lắm đó. Gặp mặt cho xu hết hả ừ con gái của bà hồng vẫn đang ở trong nước con bé thật sự muốn gặp xu hớt lắm em đã sắp xếp ngày hẹn gặp rồi ừ gia đình của bà hồng cũng có tiếng tầm lắm <laughs> cái đó thì khỏi nói có nhiều gia đình cũng theo đuổi con gái bà ấy lắm đó anh nghĩ bản thân em chắc đã có quyết định rồi chúng ta có thể cho thằng bé kết hôn với một gia đình giàu và có tiếng tầm <laughs> có khi gia đình họ còn là fan hâm mộ của con trai chúng ta theo em thấy chuyện thằng bé nổi tiếng cũng không hẳn là xấu <laughs> em đúng là <laughs> có vẻ tôi hơi trẻ con chỉ tôi hiểu rõ bản thân của mình hơn ai hết tôi không hề do dự về tình cảm của tôi dành cho cô đó không phải là cảm giác tạm thời à, 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 à. À, à. cậu cũng nên xin lỗi tôi đi đừng có nghi ngờ người vô tội như vậy nữa cậu không hề biết cảm giác đó khó chịu như thế nào đâu vậy thì tên của chị là gì tôi là bên chun cha bên chun cha cho dù chị có nói dối tên của mình như thế nào đi nữa thì tình cảm của tôi vẫn vậy lúc nào tôi cũng luôn lo lắng và suy nghĩ về chị hết tôi thích chị trung quân cậu đang bối bố rối thì phải hãy cho tôi cơ hội đi chị có thể quyết định sau khi tìm hiểu lúc đó chị có thể

Ờ, chị xin lỗi Trung Quan, chị thấy trong người không được khỏe lắm. Ờ, à, không sao đâu, chị mau về nhà nghỉ ngơi đi. Về chua nà, con đi lấy gối nệm cho dì ngủ đi nha chưa, mẹ sẽ về nhà ngay. Dạ, mẹ nhớ về nhanh nha. Ừ, <laughs> chị đi trước nha, mình về thôi con. À. sao cậu lại tới đây giờ này? À. À, hình như là cậu đã uống hơi nhiều đó. À. À. tôi cần phải xoay dịu nỗi đau của mình. tôi cảm thấy đau lắm. chị có biết chị tàn nhẫn lắm không? À. có vẻ như cậu đã say rồi. cậu nên về nhà thôi. À sao cậu lại làm khó tôi vậy hả tôi đã cố rồi mà không có gì hết cậu hãy đi đi nha chị định nói cái gì với tôi vậy chị mau nói đi chị lúc nào cũng nói những câu xa lánh với tôi hết rốt cuộc thì chị định nói cái gì với tôi vậy như cậu su hớt đã nói tôi là một người xấu xa tôi không thể thẳng thắn ngay với mình tôi cũng rất hèn nhát vì vậy tôi không thể nói cảm giác của tôi dành cho cậu được đâu chị chị đang chị đang nói gì vậy chắc là cậu không thoải mái N không phải là chị muốn chị muốn xác nhận cảm giác của chị còn gì chính xác cảm giác của chị là gì vậy cảm giác của chị đối với tôi là gì vậy thật ra cậu luôn khiến tôi cảm thấy không thoải mái bởi vì tôi lúc nào cũng nghĩ về xu hớn hết đó nhưng tôi không biết là mình có cảm giác đối với cậu Chị Trung Quân à Nhưng thật sự tôi không thể làm được gì hết Vậy nên tôi xin cậu Đừng có theo đuổi mà hãy đi đi Anh ngủ chưa gì Tôi không thể ngủ được Là tại vì tôi thấy đói bụng cô Chung Quân lúc này chắc đã no bụng với thịt heo cốt lết và cũng đã ngủ ngon lắm rồi chuyện đó chuyện của cô Chung Quân sao nữa anh muốn mua cái gì cho cô ấy nữa đây không phải là vậy gần đây cô ấy hành động rất lạ hình như cô ấy đang muốn làm chuyện gì đó <laughs> anh có thể đọc được ý nghĩ của người khác hả làm sao mà anh biết chứ chỉ là tôi có cảm giác như vậy có vẻ như cô ấy cũng đã mở lòng với tôi rồi nhưng lại tự đóng bản thân luôn à... Thật ra cậu luôn khiến tôi cảm thấy không thoải mái Bởi vì Tôi lúc nào cũng nghĩ về su hớt hết đó Nhưng tôi không biết là mình có cảm giác đối với cậu Sao cô ấy lạ vậy Sao đột ngột giữ khoảng cách với mình chứ Sao mình lại lo lắng cho Trung Quân tới như vậy? Cô Trung Quân à, chuyện ngày hôm qua... Quản lý Duyên Trung Quân, cô có cuộc gọi từ nhà phòng chính. Được. À. <laughs> à, khi nào xu hớt tới đây rồi Chúng ta sẽ để cho hai đứa nói chuyện riêng rồi bàn tiếp chuyện của chúng ta như vậy có được không à, <laughs> như vậy cũng được thật ra tôi cũng muốn xem xu hết ngoài đời như thế nào <cười> <cười> cảm ơn vì đã là fan của thằng bé chị trung quân tối hôm qua chúng ta đã gặp nhau có phải không chị những gì chị nói là thật có phải không cậu đã nói chuyện gì vậy tôi gặp cậu su hớt lúc nào chứ vậy vậy là chúng ta không gặp nhau hả Ng tối ngày hôm qua tôi thật sự là không có tới quán ăn của chị hả rốt cuộc là có chuyện gì vậy từ giờ cậu đừng có uống rượu nữa cũng đừng đi lang thang khi say rượu à... ngày mai tôi sẽ phải giả giờ như chưa có gì xảy ra tôi chỉ có thể nói với anh điều này khi anh say thôi Em không có quyền thay đổi người đàn ông đó. Em đã quá tham lam rồi. Anh su hớt. Phải gặp được một người tốt hơn em. Không phải người như em đâu. Trung Quân à. Em đừng chạy trốn anh nữa. Anh đã biết tình cảm của em rồi cậu đừng làm như vậy, không phải vậy đúng không? Anh hả? sẽ không để cho em đi đâu. Đừng có tự dối lòng nữa. Chỉ cần đi theo anh là được rồi.